thịt ra chân là tắm thì dễ chạy hơn mà em ơi, đúng không? Đúng rồi. Đèn phản quang cũng rõ ràng. Đúng rồi. Chớp cái tối lò mất luôn á. Rồi nó chớp này nè. Em đã thấy rồi kìa. Ờ, cái làng đó nó chói mắt ba luôn á, còn ló mắt. Đúng rồi, mà lúc đó em sẽ đang nhìn qua cái bên đây, chứ sao mà tầm mắt em đã bệnh.